video tiếp theo lần này. Thì bữa giờ trong suốt thời gian vừa qua đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh máy cày của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video ngắn giới thiệu về con Mitsubishi MT33 này cho mọi người cùng biết nha. Đó, MT33 máy F4L, rất là xe rất là đẹp nha mọi người, đường vin toàn bộ luôn á, xe rất là liền lạc. Chúng ta sẽ cùng tiến tới xe này nha. Thì hiện tại trước mặt mọi người đây là con Mitsubishi MT33, đó, số cơ toàn bộ, rin xe rin 100%, không sơn dặm gì nha, còn rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người cùng xem. Đây là quay sơ qua một vòng cho mọi người cùng xem và tham khảo trước, thì sau đó mình sẽ test máy móc đồ số rồi các thứ cho mọi người cùng biết nha. Đây, bỏ lốp rồi còn nguyên rin của nó luôn, mâm trắng tinh luôn nha mọi người, hôm trước hôm sau rất là đẹp. Máy móc đồ khô ráo, thấy không? Nói bây giờ nói sơ lược sơ qua một tí xíu về cái dòng MT33 này. Thì MT33 33 HP, động cơ 4 máy piston, thì mình nói chung xe mới, xe nghĩa địa này mình không có tháo rồi, mình không biết, không có tìm hiểu là cái động cơ nó bao nhiêu, xi lanh nó bao nhiêu nữa. Cái mã lực nó là 33 mã lực, thích hợp cho mọi người kéo cày rồi đó, xài gia đình rồi xài nhỏ nhỏ lặt vặt rồi cũng được, ngon. Chốt quá nó tháo hết à. Cái MT33 này là hàng mới vừa về, thì mình đã rửa và đánh bóng lại hết rồi, kiểm tra số cách nước thay nhớt máy rồi các thứ, test kỹ càng hết rồi, máy hoạt động bình thường không lỗi lầm gì hết. Thì hôm nay mình quay sơ qua một cái, mình giới thiệu cho mọi người biết. Nếu người nào có nhà ý muốn mua thì cứ liên hệ với số điện thoại. Xe này, những xe sau này mình quay, nếu con nào có thể để giá được mình sẽ để giá luôn cho mọi người biết tham khảo, nếu vừa túi tiền hợp lý thì mình vào mua. Đó, có gì mình mọi người khỏi cần gọi điện chi mất công mất thời gian nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nè. Đây phần sân lốp này mọi người thấy không? Đây. Cái phần lốp. Đây mình quay sát lên cho mọi người xem. Cái phần lốp máy nè. Đây, nếu mà mọi người xem mọi người thấy video mà nó không rõ thì mọi người cứ bình luận ở bên dưới nha, để em chỉnh sửa lại tí xíu nha. Em quay rõ từ từ hơn tí xíu. Nè mọi người thấy không? Phần cầu nè, khô ráo nè. Cầu là phốt rin theo máy nè, chưa thay chưa gì hết luôn. Đó, ốc những tất cả các con bồ lon đây đều chưa mở chưa bung gì hết nè mọi người thấy không, rất là đẹp. Đây ti cũng còn, ti lái còn sáng nè, thấy không, quay sát cho mọi người. Ốc 7 màu nè, tại vì rửa xong mình, nếu mà mình xịt dầu lên này á, xịt dầu trên cái lốp thì nó sẽ ra màu đen rất là đẹp, tại vì để ngoài đây á, rửa xong mình để như vậy, lát nữa mình xịt lên để cho nó khỏi bị rỉ sét đó. Mọi người thấy không, từng chi tiết rõ bên dưới nè, ốc nhớt nè, rất là đẹp, tuyệt vời không. Hai bên cầu luôn, hai bên cầu thì khô ráo, cầu rơ tin các thứ đồ còn cứng nè mọi người, đúng không? Wow. Ok không? Đây còn sáng nè, không xước không sọc gì hết nè. Xe này chỉ mới chạy hơn 1000 giờ tí xíu thôi, còn rất là đẹp. Đó, sơ qua phần tiếp tới phần tiếp theo bên này nè mọi người, quay rõ từ 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 cho mọi người xem luôn. Đó, tại bữa giờ em không có ra video, em bữa giờ em đi tỉnh, đi sửa máy, bảo dưỡng những cái máy mà mình bán đó mọi người. Nên không có thời gian quay cho mọi người xem. Nè ốc tán này 7 màu nè mọi người thấy không? Có tem lắp MT33D nè, Mitsubishi nè, mã số lốp máy là 50765 nè. Đó. Thấy không? Đây số sườn của nó còn nguyên rin như ấy luôn nè. Mọi người thấy không? Rất là đẹp rồi. Ốc tán 7 màu nè. Cái ốc ti ấy rồi nè mọi người thấy không? Đó. Rất là đẹp. Xe thì đang có sẵn ở cửa hàng nha mọi người. Xe bãi Long An. Đó, rất là đẹp. Hay sao phần sau nữa, phần che bọng rồi, nước sơn rin rồi còn 100% nữa nè, chỉ đánh bóng là thôi nè, đèn đuốc rồi sáng nè, mọi người thấy không, là mới. Thì mình cũng quay sơ cho mọi người thấy thôi, mọi người nó biết rõ hơn nữa thì vào xem trực tiếp, còn đâu kỹ á. Đây thằng đùi sau nè, còn nguyên rin chưa bung chưa có gì hết nè mọi người thấy không, ốc rồi còn nguyên xây nè, đây rửa chưa sạch nữa nè, còn đất nè,
Rồi chúng ta quay tiếp đến cái phần lớp trước. Lớp trước thì con này nó được đi mâm vỏ, mâm lớp là 8-18. 8-18 mâm rin theo máy nha mọi người. Mâm rin theo máy 8-18. Đó, vỏ đầu là 8-18. Rồi thấy giờ thấy dàn ốc bên này nè mọi người biết nè. Nè cận cảnh. Rõ sát cho mọi người xem nữa nè, thấy không? Nè. Ốc nè. Nguyên rin 7 màu luôn. Không, rất là đẹp. Láp cầu ở dưới nè. Cái cầu cơ nè. À, những cái này là phần ống thủy lực rồi gì phía sau thắng rồi nè. Nè, sau rồi nè. Thấy không? Đó, mình quay rõ bên dưới vậy luôn cho mọi người xem khỏi thắc mắc cái gì hết nha. Nếu mọi người có thiện chí mua thì cứ gọi trực tiếp. Xe dàn khung gầm nè, còn đẹp mới tin nè. Không bị rỉ sét hay là mục gì hết nha. Đó, đồng sơn còn rất là đẹp. Đây. Thấy không? Bỏ sau nó thì mọi người thấy không, còn gây gió nè, rất là đẹp. Vỏ theo xe còn khoảng 90%. Xài vỏ 12-28. Rất là mới, mâm rồi nè. Trắng rồi mọi người thấy không? Rồi nè, mâm 28 nè. Đó, mình quay rõ chi tiết về cho mọi người biết, mọi người tham khảo nha. Con sau thì đuổi thẳng, con cốt lớn nè. Đó, con máy với mấy con này chạy nó cũng nhanh lắm. Có hai bên nè. Đó. Đó, đẹp. Phần mâm nè, ốc nè, đẹp sáng lắm. Đó, rất là đẹp. Dàn hầm trong này nè mọi người thấy không? Nè, đó, thật mới, chưa? Sơ qua nước sơ là mọi người biết đánh giá được cái xe này chất lượng như thế nào rồi đúng không? Xem nó chạy được bao nhiêu giờ nữa là mình biết. 1764 giờ, vừa hết đồ đa tí xíu thôi. Và bên Nhật nó chạy tối đa 1500 giờ là hết rồi. Xe thì nó bỏ bãi thôi. Những con xe rất là nhạy nổi rồi. Thôi cùng để tiến hành xem, mở cái động cơ ra xem thử coi cho mọi người biết nha. Hồi nãy giờ thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua phần bên ngoài rồi. Bây giờ tới cái phần quan trọng của cái xe. Đó là cái phần máy. Về cái phần máy này á, thì máy móc thì mọi người yên tâm bảo hành cho mọi người luôn. Máy móc thì nổ thì thầm luôn. Máy S4L1490 nè. Mã nè. Đó, nhớt máy đồ đã thay và kiểm tra thay lọc đồ hết nha. Xúc lực dầu đồ kỹ càng hết rồi. Mọi người cứ yên tâm về mà xài thôi, không phải dùng làm bất cứ một cái gì nữa hết. Đó. À, máy móc nguyên rin rồi mọi người thấy không nè. Cơ bốn máy nè. Heo bác đẹp rồi mọi người thấy không? Đó. Tróc tróc sơn tí mọi người thích nào thì dặm lại luôn. Đó, mình nước phụ nữa nè. Thấy chưa? Máy nè. Hệ thống bơm đâu còn nguyên rin hết nè. Bơm đề demo nè, cổ bô chưa có dấu mở nè. K4F nè, MT33 nè, mọi người thấy không? Rõ luôn thấy chưa? Đó. Chúng ta sẽ cùng nổ máy sơ qua cái nha. Này bật, sau khi bật chìa khóa lên mọi người để cho nó tắt hết các chế độ xong rồi bắt đầu mình mới đề nha. Chậm con xuống nha. Đây, con xuống đề lắc nhẹ một cái là chìa khóa nó nổ rồi nha mọi người. Dòng này rất là nhạy nổ, rất là ngon. Theo nhận xét của mình là dòng MT mà đời dòng Mitsubishi máy số cũng rất là bền nha mọi người. Rồi đã xài qua rồi thì cứ comment cho mình một like bên dưới nha. Đã từng xài qua những cái dòng xe như thế này nha. Đặc điểm và ưu điểm như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu. Đây, thì con này được trang bị động cơ hai cầu trợ lái mọi người. Trợ lực tay lái rất là nhẹ mọi người thấy không nè. Đó. Đây. Máy móc thì nổ thì thầm mọi người thấy không. Ra khói nè, thấy không? Đây nè, khói rồi mọi người thấy không. Rất là thơm, không có khét, không có gì hết. Tăng cái ga mình tay lên xíu rồi. Mọi người thấy mà bóng không? Đó, con máy hết kim đồng hồ luôn. Thấy không? Báo tôi chuẩn luôn đó. Hỏi phải phân băng hay lăn tăng đâu, cái vấn đề về cái xe này hết á. Quan trọng là giá cả với nhau thôi nha mọi người. Đây, ta sẽ cùng khởi động thử nha, khởi động một chút thử về cái xe này. Đây thì hiện tại xe này nó được trang bị là tăng nhanh chậm nó 4 số, 8 số.
tới 8 lùi 8. Đây. Tới mà. Thấy không? Một nè. Đó, số cơ bên cơ luôn. Rất là dễ nè. Rất là hợp lý à. Còn cái xô nè. Nghe nè mọi người thấy. Lái trợ lực rất là nhẹ. Yên tâm đi. Mình test kỹ hết luôn nè. Mọi người thấy không nè. Nè, một lần quay bằng một tay thôi là nó thấy cảm thấy nhẹ không rồi thôi. Đó. Đó, người cứ thoải mái vô tư lựa xe không có gì hết. Em đây em chọn xe em test xe kỹ luôn cho mọi người luôn. Chúng ta chuyển qua số 2 nè. Tới nè. Đây, rất là nhanh. Đồ máy lên nè. Che nè. Đây mọi người coi nè. Tua máy lên đủ luôn, máy còn rất là chắc. Không, à, chúng ta qua số 3 nè. Đây, số 3. Tới. Đó, thấy chưa? Xe nè. Đó. Qua 4 nè. 4 rồi mọi người. Lái hết luôn nè, dòng thắng nè mọi người. Thắng rất là nhẹ nha. Mọi người chỉ việc ngồi ở nhà mình cứ thấy. Tiếp theo là hệ thống. Hệ thống bên nè. Rồi phía sau nè. Đó. Rất là êm. Rồi xuống nè. Rồi có cái gì đè xuống nó mới xuống. Đây. Đè xuống. Đó. Đè xuống vô tải nối tục xuống cho mọi người. Bên bơ tới còn rất là ok. Đây là thằng đây nè, gài cầu của nó này rồi rồi. 2, 4 đớp nè. Xả ben nè, đi sai nè. Số sới nè, nó có 4 số sới nha mọi người. Đó. Mọi người biết sao không? Trong thời gian hôm bữa giờ không có xe mới về nên là mình không có ra nhiều video cho mọi người xem. Mọi người thắc mắc làm sao không có video mới quay về những con xe. Nhưng thật ra những cái xe mà về á, máy móc test kiểm tra kỹ hết rồi, máy số ok, còn đẹp, chất lượng cao thì mình sẽ review sơ và báo giá cho mọi người cùng biết, mọi người tham khảo. Nếu cảm thấy hợp lý với túi tiền mình thì mọi người có thể vào bãi xem xe và mua xe. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những con xe mới nhất. Hãy để một like. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ok, chào tạm biệt.